Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin kính chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Cái kiện lô này là có một khách anh ấy đặt là 40 chậu T58 đá đen. Nhưng mà không hiểu sao em lúc đấy em lại ấn vào cái ghi âm ấy mà nó không được. Bây giờ không, hai hôm rồi không thấy anh ấy điện lại nhá các anh các chị nhá. Mà chỗ nhà em này đóng hàng thì nó chật quá ấy. Nên là em sẽ tạo thành hai kiện để cho mọi người lựa chọn nhé. Cái này nó là khổ bì, nó là 55 các anh các chị nha. Khổ bì là 55, lọt lòng nó là 47. Chiều cao ạ, chiều cao là 27 các anh các chị nhé. Chiều cao là 27 này, chiều cao là 27 các anh các chị nhé. Và mẫu chậu này là một cái mẫu chậu hàng đẹp, hàng đẹp, hàng dày các anh các chị nhé. Hàng đẹp, hàng dày dặn đấy ạ. Hàng này hàng của công ty Bình Thuận nhá. Công ty nhựa Bình Thuận có chữ Phúc Lộc Thọ này, này. Ở trong cái mẫu đá đen này thì nhìn nó khó, bởi vì là đã là màu đá đen thì đa phần là mọi người chỉ nhìn thấy cái vân đá thôi. Nhưng mà màu đá đen thì nó sẽ có ưu điểm là nó sẽ không bị bạc màu nhá. Rất là lâu bạc màu, cái màu của nó ở ngoài trời 3 năm nó vẫn như vậy nhá, nó không bị bạc màu các anh các chị ạ. Và cái mẫu này thì chân đế nó như thế này. Chân đế nhá, lỗ thoát nước là gồm có 3 lỗ nhỏ. Các anh các chị về trồng cây mà cây nào cần thoát nước tốt, các anh các chị có thể khoan rộng thêm nhá. Với cái mẫu chậu này thì em sẽ tạo là 20 chậu trên một kiện nhá. Sẽ là 860.000 bao ship các anh các chị nha. Với cái mẫu chậu cỡ lớn như thế này, với cái mẫu chậu cỡ lớn rất là to thế này, các anh các chị về trồng cây các loại mai, đào, quất tết hoặc là hoa hồng hoặc là rau, mỗi một cái chậu này trồng rau muống hoặc là rau mùng tơi hoặc là rau gì đấy cũng có thể là đủ ăn một bữa cho một gia đình độ khoảng 4 người các anh các chị nhé. Chậu này nó rất là to luôn đấy ạ, rất là to. Cái mẫu này thì các anh các chị cũng hay là trồng cây ổi này, cây mận này, cây roi ấy, và cái cây cóc thái nhá, rất là hay sử dụng cái mẫu này luôn. Và 20 cái chậu này thì chỉ có 860.000 bên em bao ship nha. Các anh các chị mà có nhu cầu đặt chậu thì liên hệ qua số điện thoại 0915882513 giúp em nhé. Số điện thoại này thì có kèm Zalo. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn nút like, chia sẻ video giúp cho Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung nhé. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau ạ.